Ok. Bây giờ thì chúng ta sẽ chữa đề minh họa số 9. Chúng ta sẽ cùng quan sát. Ở cái đề số 9 này thì chúng ta sẽ check xem là các bạn sai những câu như thế nào. Câu số 1 này thì có 3 bạn bị sai. Đó là Duy Quang, Thành Công và Hoàng Ngân. Thì thầy hướng dẫn câu số 1 và câu số 1 như sau này. Khi cho ánh sáng đơn sắc truyền từ môi trường trong suốt này sang một môi trường trong suốt khác, thì bước sóng của ánh sáng thay đổi là do cái gì? Thứ nhất, các em phải nhớ rằng tần số là không thay đổi. Cái này nó đúng cho cả sóng ánh sáng và cả sóng cơ thì nó đều đúng. Và lý do mà nó thay đổi đó là do cái tần số thì không đổi, còn cái vận tốc truyền sóng thì sẽ biến thiên. Như vậy thì câu số 1 này, mình sẽ chọn đáp án là tần số không đổi và tốc độ thay đổi. Đáp án D. Bạn nào bị sai thì phải check lại cho kỹ nha. Câu số 2 và câu số 3 thì không có ai sai cả. Câu số 4 có Thành Hưng nhầm. Thành Hưng lưu ý này. Em nhìn nó thấy cái phương trình. Đề bài hỏi là phân tử môi trường có sóng truyền qua dao động với tần số góc là bao nhiêu? Thì các em nhớ cái phương trình dạng tổng quát của sóng cơ. Thì cái gì đi với T đó sẽ chính là omega. Thì ở đây nó sẽ chính là cái 4 pi này. Cái câu này mà bị sai thì hơi đáng tiếc nha Hưng nha. Rồi, khoanh nhầm đúng không? Rồi, ok. Đấy. Tiếp theo. Câu số 5. Câu số 5. Câu số 5 này thì cũng có khá nhiều bạn bị sai. Có Ánh Tuyết này, Thiên Hoa, Thành Hưng, Hà Quang, Hoàng Duy và Hoàng Ngân bị sai câu số 5. Mình xem này. Khi nói về tia hồng ngoại thì phát biểu nào sau đây là sai? Các bạn lưu ý là sai nhé. Câu A này. Hồng ngoại có bản chất là sóng điện từ và có tác dụng nhiệt là chủ yếu. Cái này đúng chưa? Theo các bạn thì cái này đã đúng chưa? Và cái này ok rồi đúng không? Cái này đúng này. Câu B. Tia hồng ngoại có thể phát ra từ vật có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ xung quanh. Cái này đúng luôn này. Được chưa nào? Câu C. Tia hồng ngoại có thể kích thích sự phát quang của nhiều chất. Cái này sai nha các bạn nhá. Cái này sai nha. Đáp án của chúng ta sẽ phải là C nha. Tại sao ạ? Bởi vì cái thằng hồng ngoại này thì nó có bước sóng dài và theo hiện tượng phát quang ấy thì khi mà kích thích thì chúng ta phải dùng bước sóng ngắn thì nó sẽ phát ra bước sóng dài. Mà ở đây hồng ngoại thì bước sóng lại dài. Thế nên nó khó có thể kích thích sự phát quang của nhiều chất nhá. Còn câu cuối này thì là bước sóng của hồng ngoại dài hơn bước sóng đỏ là đúng rồi. Cái này đúng rồi nhá. Đấy là câu số 5. Bạn nào bị sai các em nên xem lại lý thuyết ở phần này. Câu số 6 có Hoàng Ngân bị sai. Ngân có bị khoanh nhầm không Ngân? Phóng xạ là hiện tượng hạt nhân nguyên tử. Như thế nào? À, thì ở đây chúng ta sẽ chọn là C. Tự động phát ra tia phóng xạ và thay đổi cấu tạo của hạt nhân. Được chưa? Thì đây chính là cái định nghĩa về hiện tượng phóng xạ. Ngân xem lại cái này nhé. Và hôm tới thì thầy sẽ ôn lại cái này trong cái buổi tăng Thầy cường của các bạn. ơi, thầy ơi em hỏi Hỏi đi ạ. câu số 5 nhỉ, cái câu mà cái câu B tia hồng ngoại có thể phát ra từ vật có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ xung quanh ấy, nhưng mà tia hồng ngoại phát ra từ những vật có nhiệt độ cao nhé, nhiệt độ xung quanh của nó rất thấp thì sao? Nhiệt độ xung quanh này nó có cái kiểu gọi là nó không nói một nhiệt độ cụ thể môi trường. Lưu ý này. Thứ nhất, để nói về nguồn phát của tia hồng ngoại thì phải nhớ được hai câu sau đây. Thứ nhất, tia hồng ngoại phát ra từ mọi vật có nhiệt độ cao hơn độ không tuyệt đối. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai, muốn phát ra tia hồng ngoại ra môi trường thì nhiệt độ của vật phải cao hơn nhiệt độ của môi trường xung quanh. Đấy là hai cái câu mà phải nhớ. Còn tất nhiên ở đây thì em nếu như em gọi là để ý vào câu chữ thì có thể một cái gì đấy nó chưa được hợp lý lắm ở đây. Nhưng trong câu này chúng ta hiểu đơn giản rằng muốn phát ra hồng ngoại thì vật có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ của môi trường xung quanh. Ok chưa? Rồi, ok nhá. Tiếp này. Câu số 7 thì có bạn Hà Quang và bạn Vũ Bách bị sai. Các bạn chú ý này, đây là con lắc lò xo. Chu kỳ của con lắc lò xo là 2 pi nhân với căn bậc 2 của m
và chia cho k. Trong quá trình dao động thì con lắc sẽ đổi chiều sau thời gian là bao lâu? Chúng ta nhớ rằng là trong một dao động điều hòa thì vật sẽ đổi chiều tại hai vị trí biên và thời gian để đổi chiều sẽ là một nửa chu kỳ. Như vậy chúng ta bỏ số 2 ở đây đi và chúng ta chọn đáp án đúng là C. Các bạn bị sai ở câu này rất đáng tiếc nha. Lần nào thì các bạn cũng trả lời với tôi là em phanh nhầm. Các bạn phải lưu ý rằng đừng bao giờ lấy cái nhầm ra làm lý do. Chỉ có đúng và sai thôi nhá. Còn các bạn đi thi các bạn mà cứ khoanh nhầm như thế thì các bạn mất điểm oan. Cái đấy là một cái lỗi chứ không phải là đấy là chuyện nhầm hay không nhầm. Lưu ý chuyện đó nha. Tiếp theo câu số 8 có Đức Minh và Thành Công bị sai. Khi nói về sóng âm phát biểu nào là sai nhé. Sóng âm và sóng cơ có cùng bản chất vật lý là đúng này. Tốc độ truyền sóng âm phụ thuộc vào nhiệt độ. Cái này đúng này. Thầy nhắc lại là tốc độ truyền sóng phụ thuộc vào nhiệt độ và bản chất của môi trường. Sóng âm có tần số nhỏ hơn 16 Hz là hạ âm. Cái này đúng này. Sóng âm chỉ truyền được trong môi trường khí và lỏng là sai. Sai cái chữ chỉ này này. Nó có thể truyền được trong cả chất rắn nữa đúng không? Nha, Minh với cả Công chú ý cái câu này. Tiếp theo. Câu số 9 có Thiên Hoa. Thiên Hoa không biết là vào chưa? Còn hầu hết mọi người đúng rồi. Câu số 10 không ai sai cả. Câu số 11 có Tuyết, có Duy Quang và Thành Công bị sai câu số 10. Phản ứng nào là quá trình phóng xạ thì đáp án của chúng ta ở đây sẽ là D. Các bạn lưu ý là mình có hai loại phản ứng hạt nhân. Một, phản ứng hạt nhân tự phát hay chúng ta vẫn gọi là phóng xạ đấy. Thì cái phương trình tổng quát của nó... Em khoanh D mà thầy. Tôi xin lỗi, tôi đang nói nhầm ạ. Đấy là câu 11 ạ. Tôi nói nhầm câu 11 ạ. Tôi xin lỗi nha. Không phải là các bạn sai câu 10 mà là câu 11. Ứng dụng nào sau đây thì không phải là ứng dụng của tia laser? Cái nào thì không phải là của tia laser? Thì đó chính là gì nhỉ? Chữa bệnh còi xương nha. Chữa bệnh còi xương thì người ta dùng tia tử ngoại trong ánh sáng mặt trời, đúng không? Trẻ con khi mà người ta bế ra ngoài nắng, tất nhiên là nắng không phải là kiểu nắng như hôm nay vào lúc 2 giờ chiều chẳng hạn thế. Thì như thế thì cũng không chữa được cái bệnh gì cả, chưa kể nó còn đen chuỗi ra nữa. Thế nhưng mà nếu mà tia tử ngoại mà nó ở cái tầm khoảng buổi sáng sớm ấy, thì nó sẽ kích thích cái quá trình tạo ra vitamin D và nó chữa được cái bệnh còi xương nha. Lưu ý cái này. Câu 12 có Thành Hưng và Thiên Hoa bị sai câu 12. Chuyển hóa từ điện thành cơ thì đó chính là động cơ không đồng bộ nha Hưng nhá. Tiếp theo câu 13 Đức Minh, Thành Hưng, Duy Quang, Thành Công. Câu 13. Nếu tại thời điểm ban đầu độ lệch pha giữa hai dao động là delta phi, hai vật này chuyển động ngược chiều nhau, thì tại thời điểm là sau nửa chu kỳ, độ lệch pha của hai dao động này sẽ là bao nhiêu? Các em lưu ý này. Các em hết sức lưu ý này. Đây là một câu hỏi bẫy thôi. Không có gì cả. Dù sau thời gian là bao lâu? Nhá. Nếu như hai vật dao động điều hòa có cùng chu kỳ thì độ lệch pha là không thay đổi. Các bạn hết sức lưu ý cho thầy nhé. Độ lệch pha delta phi sẽ là không thay đổi nếu như nó cùng chu kỳ. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ chọn phương án đúng là phương án B, được chưa? Một số bạn vừa vào lần sau lưu ý là cho thầy biết là em vừa vào nhé. Phương Anh vào rồi đúng không? Rồi, tiếp tục này. Câu 14 không ai sai cả. Câu 15 có Thành Hưng và Hà Quang bị sai câu 15. Rồi, các bạn lưu ý này. Nhớ rằng là trong sóng điện từ thì E luôn luôn cùng pha với B. Biến thiên cùng pha với nhau. Và cùng pha nhau có nghĩa là E chia cho E0 sẽ bằng B và chia cho B0. Đây chính là hệ thức độc lập cùng pha. Nếu như B bằng B0 trên 2 thì E cũng phải bằng E0 trên 2. Được chưa? Hai bạn về xem lại cái phần này nhé. Câu 16 có Thiên Hoa, Thành Hưng. Hai bạn bị nhầm ở câu 16.
Câu này thầy không nghĩ là có vấn đề gì nhỉ? Chúng ta có U, chúng ta có điện trở nối với cuộn cảm thuần UR bằng 90. Thế thì có vấn đề gì nhỉ? Lấy 90 chia cho 150. Hệ số công suất là cốt mà tại sao lại dùng tang ở Hưng? Lưu ý nha em nhé. Câu 17 này, có Đức Minh, Đức Bảo, Hoàng Duy sai câu 17. Nam châm chuyển động lại gần vòng dây dẫn kín, từ thông qua vòng dây biến thiên và xuất hiện dòng điện cảm ứng. Thì đây chính là hiện tượng cảm ứng điện từ. Bản chất của hiện tượng cảm ứng điện từ này, đó là quá trình chuyển hóa cái gì? À, thì ta thấy rằng là chuyển động. Chuyển động thì sẽ phải là cơ năng, đúng không các bạn? Và tạo ra điện thì đó là điện năng. Vậy thì chúng ta hiểu đơn giản rằng ở đây đã có sự biến đổi từ cơ năng thành điện năng. Nhớ chưa nào? Câu 18 không có bạn nào sai, rất tốt. Câu 19 này thì có khá nhiều bạn sai luôn ở câu 19. Bây giờ thì mọi người quan sát cách làm câu 19 nhé. Chúng ta có biểu thức của điện áp. Mạch có R và C. Chỗ này là bị viết sai nhé. Chỗ này là dung kháng của tụ điện. Sorry, chỗ này là bị viết sai nhé. Dung kháng của tụ thì bằng R trên căn 3. Tại thời điểm T bằng 1 chia cho 150 giây, thì điện áp giữa hai bản tụ có giá trị bằng bao nhiêu? Ở bài này chúng ta muốn có được UC tại một thời điểm thì chúng ta phải có được biểu thức của nó. Để viết được biểu thức thì chúng ta sẽ làm như sau. Chúng ta sẽ từ U này, có hai cách nhé. Một là giải theo kiểu đại số, viết phương trình. Chúng ta từ U này, chúng ta viết biểu thức của Y, sau đó từ Y thì mình viết biểu thức của UC. Và sau đó thì mình thay cái giá trị T vào thì mình ra được kết quả. Được chưa? Đấy là cách thứ nhất. Thế còn cách thứ hai đó là mình sử dụng số phức kết hợp với máy tính Casio. Ở đây chúng ta có ZC thì bằng R trên căn 3. Thế thì thầy sẽ làm như sau này. Thầy sẽ đặt cho R bằng căn 3. R bằng căn 3 thì ZC sẽ bằng 1. Các bạn hiểu ý không nhỉ? Và khi đó tổng trở toàn mạch thì chúng ta sẽ tính ra được là căn 3 bình phương là 3, 3 cộng 1 là 4. 4 và căn ra thì là 2. Như thế này, được chưa? Thế sau đó thì chúng ta sẽ ấn máy tính thôi. Nói chung là cái này thì cũng không có gì phức tạp lắm. Thế thì một số bạn bị sai câu này thì nên kiểm tra lại cách làm nhé. Còn cách làm câu này thì không có gì khó cả. Ok. Câu 20 mà vẫn có người bị sai thì hơi tiếc này. Hà Quang và Hoàng Duy này. So với hạt nhân silic thì hạt nhân canxi có nhiều hơn bao nhiêu N và bao nhiêu P thì ta so sánh thôi. Đầu tiên là ta so sánh về P trước, cái gì dễ thì làm trước đi. 20 mà trừ đi 14 thì là nó nhiều hơn 6 proton. Đây, 6P. Thế thì tôi đoán là chắc các bạn lấy 40 để trừ đi 29, đúng không ạ? Điều đấy là sai nhá. Đấy là số nucleon. Ở đây chúng ta phải tìm số nơ trước đã. Silic có số neutron là 15. Canxi có số neutron là 20. 20 trừ 15 còn 5. Như vậy đáp án ở đây sẽ là D. Bạn nào bị sai chú ý nhá. Câu này thầy nghĩ là do đọc không kỹ đề bài. Câu 21 Hà Quang bị sai này. Hà Quang check lại cái câu này cho thầy. Công thức của chúng ta là công thoát bằng HC và chia cho lambda 0. Trong đó lambda 0 là giới hạn quang điện của kim loại. Quang check lại câu này cho thầy nha Quang nha. Câu 22 không biết có bị sai đáp án không? Có đấy ạ. Đúng không? Chắc là bị sai đáp án chứ thầy cũng không nghĩ là cả lớp không làm được câu này. Câu này của chúng ta thì hai đầu là cố định. Thì chúng ta áp dụng công thức là L bằng K, V và chia cho 2S. Ở đây chúng ta có K thì chính là số bụng sóng. Và trong bài này thì chúng ta có K bằng 8. Thay số vào thì chúng ta tìm ra được L thôi. Cái này thì chắc là do thầy sai đáp án. Mọi người check lại nhé. Câu số 23 vẫn có một số bạn bị sai. Thành Hưng, Vũ Bách và Hoàng Duy. Các bạn lưu ý rằng là tia phóng xạ khi đi vào trong điện trường thì sẽ bị lệch. Nhưng nó lệch khác nhau và có tia thì lại không bị lệch. Các bạn lưu ý rằng tia gamma có bản chất là photon.
Và photon thì là năng lượng chứ không phải là vật chất, nó không có điện tích. Vậy thì khi đi vào trong điện trường thì tia gamma sẽ truyền thẳng, không bị lệch gì cả. Và do đó trong ba cái trong bốn cái tia ở đây mà hình vẽ người ta cho thì chúng ta sẽ chọn cái đường số 3 là của tia gamma, bởi vì nó không bị lệch về bản tụ nào cả. Câu 24 là câu đơn giản về điện nên không có bạn nào sai cả. Câu số 25. Câu này thì khá nhiều người bị sai. Bây giờ thầy sẽ chữa cái câu này cho những bạn bị sai, các bạn ghi chép vào cho thầy nha. Con lắc lò xo, cái chỗ này là tôi bị ghi nhầm, không phải con lắc lò xo mà là con lắc đơn. Bởi vì là các bạn đọc đề các bạn cũng thấy là có khối lượng được treo vào sợi dây thì phải là con lắc đơn. Đây là thầy đang gõ nhầm. Rồi. Được đặt vào trong một điện trường đều nằm ngang có độ lớn của E rồi. Khi vật này chưa tích điện thì chu kỳ là T. Và khi tích điện là Q thì chu kỳ là 0,841T. Hãy tìm Q. Trước hết chúng ta xác định đây là dạng bài gì đã. Đây là bài toán con lắc đơn chịu tác dụng của ngoại lực, cụ thể là lực điện. Và chúng ta đã được học cái bài này rồi. Ở đây chúng ta nhớ rằng chu kỳ của con lắc sẽ bị thay đổi. Và nguyên nhân thay đổi đó là do G đã bị thay đổi. Đây, mọi người quan sát nhé. Ban đầu nó là T. Thì gia tốc trọng trường là G. Sau đó nó là T phẩy là 0,841 của T. Thì không còn là G nữa, mà nó sẽ là G hiệu dụng. Và đây là điện trường nằm ngang. Thì chúng ta có công thức là G hiệu dụng bằng căn bậc 2 của G bình phương cộng với A bình phương. Được chưa? Đấy, Pythagore, các bạn có thể về xem lại cái bài này. Thầy đã hướng dẫn cho các bạn rồi, có slide rồi nhé. Ok, thế thì ở đây chúng ta sẽ làm một bài toán tỷ lệ. Đó là chúng ta đi lập tỷ số, đúng không ạ? Thì chúng ta có là theo công thức thì G sẽ tỷ lệ với 1 trên T bình phương. Vậy thầy có là G chia cho căn bậc 2 của G bình phương cộng với A bình phương thì sẽ bằng, ở bên trên sẽ là 0,841, ở bên dưới là 1, và cái chỗ này nó sẽ bình phương lên. Các bạn sẽ giải ra được là A sẽ bằng bao nhiêu lần đó của G. Này các bạn tự giải nhé, lấy máy tính ra giải. Thế nhưng mà A thì có một công thức, khi mà chịu tác dụng của lực điện thì chúng ta dùng công thức là Q nhân E và chia cho khối lượng M. Ở bài này chúng ta đã có khối lượng, nhớ đổi về đơn vị tiêu chuẩn là kg. E có rồi, vậy chúng ta sẽ giải ra được là Q bằng bao nhiêu. Nhá. Bước làm cụ thể thì các bạn về nhà thay số thôi. Còn đây là thầy đã hướng dẫn đến tỉ mỉ thế này rồi thì thầy nghĩ là mọi người tự làm được. Nào mọi người cho thầy hỏi là câu 25 các bạn đã hiểu được chưa? Những bạn chưa làm được hoặc là bị sai câu 25. Các bạn đã hiểu câu 25 chưa? Alo mọi người đã hiểu câu 25 chưa? Nào tất cả mọi người đã hiểu câu 25 chưa? Cho thầy biết nào. Rồi, ok. Ok, rồi. Ngân, hiểu câu 25 chưa em? Ok, Thanh Thảo, Đức Bảo. Rồi, ok. Tiếp theo là câu 26. Câu 26 này có Đức Minh bị nhầm. Minh có bị khoanh nhầm không hả Minh ơi? Hay là chưa hiểu cái câu này? Đang sai đơn vị. À, bị sai đơn vị. Ok nha, thế tự chữa lại câu này. Câu 27 có bạn Tuyết bị nhầm. Lý do nhầm là gì? Lý do nhầm câu 27 là gì hả Tuyết? Cái phần này em tính toán tương đối cẩn thận thế ạ. Yeah. Thầy lưu ý nhá, phần này thì đúng. Cái khó của phần này chính là ở cái mà em nói, đó là tính toán. Đấy. Em mà tính toán mà không cẩn thận là nó rất dễ bị sai ở những cái này. Bởi vì em nhìn số rất là, thứ nhất là xấu và thứ hai nhiều số. Đấy là bài này còn ít đấy nhá. Có những cái câu về phần phóng xạ mà tính năng lượng của phản ứng ấy. Ôi trời ơi, nó nhiều dữ kiện. Thôi rồi luôn, khéo phải đến 8-9 dữ kiện trong một câu mất. Thì những câu đấy nó đòi hỏi các bạn là phải rất cẩn thận trong quá trình tính toán nhá.
Ok. Câu 28 này thì rất nhiều người không làm được. Thầy đoán luôn là không làm được luôn. Thế nên bây giờ thì mọi người quan sát cái cách làm cho cái câu 28. Thầy sẽ cắt cái câu này sang để giải ở bên cạnh cho nó dễ. Với những câu đặc biệt, không phải là sorry đừng nói là câu đặc biệt mà hãy nói là những câu các bạn không làm được nhá. Mà nó ở cái mức vận dụng ấy, thì các bạn nên là chép vào. Nhớ chưa? Chép hẳn hoi, cẩn thận và về nhà phải xem lại. Chứ không phải là nghe nghe sau đấy thì à thầy giải hay quá, sau đấy thì mình biết rồi. Tôi cam đoan với các bạn là cái kiểu biết rồi đấy thì các bạn không bao giờ làm lại được đâu nhá. Nào bây giờ chúng ta cùng quan sát này. Để mọi người quan sát nhé. Chúng ta có một cái công thức EN. Đây là năng lượng ở một trạng thái dừng. À, công thức này thì thầy có dạy các bạn rồi. Tuy nhiên, đây không phải là công thức nằm trong sách giáo khoa. Vậy nên không có chuyện là chúng ta nghiễm nhiên là biết mà đề bài người ta phải cho cái công thức này. Nếu một đám nguyên tử hydro hấp thụ một photon thì có thể phát ra được bước sóng lớn nhất và nhỏ nhất lần lượt là rồi, tỷ số của lambda 1 chia cho lambda 2 thì sẽ bằng bao nhiêu. Bây giờ các bạn quan sát và hiểu cái hiện tượng trước đã. Chú ý này. Đây, mọi người chú ý nha. Giả sử như một nguyên tử nó đang ở cái mức M. Sau đó nó sẽ hấp thụ cái photon epsilon bằng 2,55 mà đề bài người ta cho này, được chưa? Thì nó sẽ nhảy lên cái trạng thái dừng là N, được chưa? Đây là lúc nó hấp thụ. Sau khi đã lên được đến N rồi thì nó sẽ phát ra. Phát ra thì nó sẽ có hai trường hợp đặc biệt. Trường hợp thứ nhất, đó là khi nó nhảy từ N, nó nhảy một phát về đến vị trí là N trừ 1. Thì ở đây nó sẽ phát ra cái epsilon. Nhá, cái epsilon là min. Và epsilon min thì sẽ cho chúng ta lambda max. Trường hợp tiếp theo đó là nó nhảy một phát từ N về đến mức 1. Thì nó sẽ phát ra epsilon max và nó sẽ cho chúng ta lambda min. Cả lớp hiểu vấn đề chưa ạ? Thế thì câu chuyện là chúng ta đang không biết là N bằng bao nhiêu thì chúng ta phải tìm được N đã. Vậy thì chúng ta xét cái giai đoạn là nó hấp thụ trước đã nhá. Đây. Đầu tiên đó là giai đoạn hấp thụ. Mọi người nhớ ghi chép vào. Phần này thầy thấy là các bạn rất là yếu cái phần mẫu nguyên tử Bohr hấp thụ này. Trong cái phần hấp thụ này chúng ta có công thức đó là epsilon bằng En trừ đi Em. Chúng ta đi thay số vào thì nó sẽ là 2,55 bằng trừ 13,6. Bên trong sẽ là 1 chia cho, ở đây sẽ là N bình phương trừ đi 1 chia cho M bình phương, được chưa? Như thế này. Và các bạn phải nhớ rằng N và M là hai số thuộc tập tự nhiên và nó phải nằm thường, sorry không phải là phải nằm mà là thường nằm trong khoảng là từ 1 cho đến 6, được chưa? Đấy, nó có thể là 1 2 chấm 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 cho đến 6, thường sẽ là như vậy. Thì bây giờ chúng ta sẽ phải giải và cho thầy biết là N bằng bao nhiêu và M thì bằng bao nhiêu. Bây giờ cả lớp lấy cho thầy nháp ra, lấy máy tính ra, lấy nháp ra. Cả lớp tìm cho thầy một cặp số tự nhiên thỏa mãn được cái công thức này. Nhanh. Và hai số đó. Sao hả Ly ơi? Bằng bao nhiêu? 2,4 ạ. 2,4 ạ. Ờ, N bằng 4, M bằng 2. Đây đúng không? Rồi. Thế thôi nhá. Ly làm rồi thì các bạn khác về nhà các bạn tự giải cái này. Các bạn đừng chủ quan. Những cái kỹ năng tính toán này nó rất là quan trọng. Nhá. Rồi ok. Như vậy là xong phần đầu tiên. Chúng ta biết là nó sẽ nhảy lên mức 4. Vậy thì đến giai đoạn thứ hai, đó là giai đoạn phát xạ.
đến giai đoạn phát xạ. Thì chúng ta sẽ có hai công thức sau đây. Công thức đầu tiên đó là HC chia cho lambda max. Lambda max thì bằng epsilon min và bằng E4 trừ đi E3. Lý do tôi biết là 4 trừ 3 là bởi vì đây tôi đã trình bày ở chỗ đầu cho các bạn rồi. Nó sẽ nhảy từ mức N về mức N trừ 1. Tiếp theo nữa là HC chia cho lambda min thì sẽ bằng là epsilon max và nó bằng E4 trừ E1. Được chưa? Đến đây chúng ta tìm cái tỷ số mà đề bài cần là lambda 2 chia cho lambda 1 chia cho lambda 2. Lambda 1 là max và lambda 2 là min, như vậy đây là lambda max chia cho lambda min. Và nó sẽ bằng cái gì ạ? Các bạn sẽ lấy cái vế bên dưới và chia cho vế bên trên, đúng không ạ? Thì nó sẽ bằng là E4 trừ E1 chia cho E4 trừ E3. Và việc đến đây của các bạn đó là thay vào công thức thì các bạn sẽ có kết quả. Được chưa? Rồi. Và đáp án của câu này là gì cả lớp nhỉ? Bạn nào làm được rồi cho thầy biết đáp án của câu 28 này là gì nhỉ? B ạ. B à? D 100. D. À ok. 135/7. Được chưa? Nào cả lớp cho thầy biết là những bạn chưa làm được câu này, các bạn đã hiểu cái câu này chưa? Mọi người đã hiểu cái câu này chưa? Ok Phương Anh, rồi, rất tốt. Nào các thanh niên còn lại đã hiểu câu này chưa? Câu này là khá nhiều bạn là không làm được đấy. Rồi, ok nhá. Xong, đấy là câu số 28. Ok này. Tiếp theo là câu số 29. 29 này có Duy Quang, Thành Công, Thiên Hoa và Ánh Tuyết bị sai. Câu này có vấn đề gì mà bị sai nhỉ? Đây chỉ là một câu đếm số cực đại bình thường thôi mà nhỉ? Có vấn đề gì nhỉ? Chắc là các bạn quên nhân đôi đúng không? Tôi đoán khi là các bạn quên nhân đôi, có phải không? Mấy bạn bị sai, các bạn có thể cho tôi biết là có phải như thế không? Tôi đoán là các bạn quên nhân đôi bởi vì là cái đường thẳng thì sẽ có cả trên và dưới. Các bạn quên mất không nhân đôi. Tôi đoán như vậy. Nha, mọi người lưu ý nha. Rồi. Câu số 30 này thì cũng rất là ít bạn làm được câu này. Nhưng mà hình như câu này thầy nhớ không nhầm là thầy có chữa cho lớp. Câu này sai đáp án đúng không thầy? Đúng rồi, câu này là bị sai đáp án. Đáp án nếu thầy nhớ không nhầm hôm trước thầy có chữa cho là 20. Là 20. Thôi có lẽ là câu này thì thầy sẽ chữa đi, bởi vì là phần thấu kính cũng là cái phần mà các bạn hơi yếu. Bây giờ thầy sẽ chữa câu 20 cho các bạn, câu 30 cho các bạn. Mọi người quan sát cách làm nhé. Một vật AB đặt vuông góc với trục chính tại A. Cho một ảnh là A1, B1 là ảnh thật. Nếu vật tiến lại gần thấu kính 30cm thì cho một ảnh A2, B2 thì vẫn là ảnh thật. Biết khoảng cách giữa vật và ảnh trong hai trường hợp này là như nhau. Rồi. Có nghĩa là D cộng với D phẩy thì mình gọi là một cái L. Và cái này là hằng số. Tức là không thay đổi. Hiểu ý không ạ? Chúng ta có A2, B2 thì bằng 4 lần của A1, B1. Rồi. Tiêu cự của thấu kính này sẽ là bằng bao nhiêu? Ok nhé. Bây giờ các bạn lưu ý này. Các bạn hết sức lưu ý này. Chúng ta có một cái công thức là F bằng này. D nhân với cả D phẩy chia cho D cộng với cả D phẩy. Đấy. Thì tất nhiên là cái F này là không thay đổi bởi vì chúng ta có thể di chuyển vật chứ còn thấu kính thì nó vẫn giữ nguyên. Nói cách khác ở chỗ này chúng ta sẽ có là D nhân D phẩy thì sẽ bằng là L nhân F. Thì các bạn có thấy rằng là D cộng D phẩy bằng L, D nhân D phẩy bằng L nhân F. Tức là các bạn có nghĩ đến cái gì không ạ?
các bạn sẽ nghĩ đến VS đúng không ạ? Và khi đó thì D và D' sẽ là nghiệm của một phương trình bậc 2. Phương trình này cho các em hai nghiệm thì đấy chính là hai cái trường hợp chúng ta có thể đảo cho nhau. Và đó là hai cái trường hợp của cái này. Được chưa? Thế thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là cái D và cái D' ấy, nó sẽ đảo cho nhau, tức là có thể hiểu đơn giản là như sau nhé. Ban đầu D1 thì sau đó sẽ là D2', tức là nó đảo cho nhau. D1' thì sẽ biến thành D2. Các bạn hiểu ý không ạ? Tức là có hai cái giá trị, có hai cái nghiệm của cái phương trình đó thì nó đảo cho nhau thì nó sẽ ra hai cái trường hợp như thế này. Vậy thì chúng ta sẽ thấy rằng do chúng ta có là D1 bằng D2' và D1' lại bằng D2. Chúng ta nói rằng là vật tĩnh tiến lại gần, thế nên tôi suy ra rằng là D trừ đi D' thì sẽ bằng 30. Các bạn hiểu vấn đề chưa ạ? Rồi nhá. Tiếp theo này, còn một dữ kiện nữa đó là kích thước của ảnh 2 thì bằng 4 lần của ảnh 1. Thì tôi sẽ có là K2 sẽ bằng 4 lần của K1. Được chưa? K2 bằng 4 lần K1. Ở đây dấu của nó là như nhau, bởi vì hai ảnh thì đều là ảnh thật, dấu là như nhau, được chưa? Các bạn nhớ cái công thức của K đúng không ạ? Thì K có công thức là trừ D' trên D. Thế thì ở đây nó sẽ là trừ của D2' chia cho D2 bằng trừ 4 lần D1' chia cho D1. Tôi vừa nói với các bạn rằng là bản chất thì cái thằng này là D này. Và cái thằng này là D' này. Như vậy bỏ dấu trừ ở đây đi thì chúng ta sẽ có nhân chéo nó lên. Chúng ta sẽ có là D1 bình chia cho D đi cho nó nhanh, D. D' bình bằng 4. Và thầy có là D trên D' thì sẽ bằng 4. Chúng ta đang có một hệ phương trình có hai ẩn là D và D' thì chúng ta sẽ giải ra được D và D' sẽ bằng bao nhiêu. Cái này các bạn có thể lấy máy tính ra các bạn giải giúp thầy được không? Hiệu thì bằng 30 và thương thì bằng 4. Các bạn giải giúp thầy nào. Cho thầy biết đáp án của chúng ta sẽ là gì này. D bằng bao nhiêu và D' bằng bao nhiêu? Nhanh nào. 40 với cả 4 ạ. 40 với 10. 40 với 10 à? 40 với 10 rồi, ok. 40. 10, ok, cảm ơn các em. Thế thì đề bài đang hỏi tiêu cự. Chúng ta sẽ có tiêu cự bằng 40 nhân 10 chia cho 40 cộng 10. Cả lớp lấy máy tính ra, cả lớp ấn hộ thầy. 400 chia cho 50 bằng bao nhiêu nhỉ? Nó ra 8 mà thầy. Sai ở chỗ nào rồi hay sao ấy? Hình như hôm trước là thầy làm là ra 20 cơ. Vâng, phải ra 20 chứ. Xem nào. Có một cái bước nào đấy ở đây chúng ta có bị nhầm không? À đúng rồi, cảm ơn Đức Bảo nhá, thầy bị nhầm đây đây đây, bỏ cái này đi. Căn đúng không ạ? Căn, thầy xin lỗi, căn. Thế thì tính lại cái chỗ này. Tính lại cái chỗ này. 60 30 ạ. 60 30, ok em. 60 30 thì chỗ này sẽ là bao nhiêu nhỉ? 20. 20 đúng không? Rồi ok. Rồi sửa lại tí nhá. 10 bằng 2. 60 30 thì chỗ này là 60 nhân 30, 60 cộng 30, 1.800 mà chia cho 90 thì bằng 20 đơn vị là cm. Rồi nào, cả lớp đã hiểu câu 30 này chưa? Ở đây đáp án nó bị nhầm nhé các bạn nhé, chứ không phải là cái đáp án mà ở trong kia đâu. Mọi người check câu này vào nhá. Ok chưa ạ? Đó là câu 30. Check xong rồi đúng không? Rồi ok, next nhá. Câu 31 này thì cũng có khá là nhiều bạn không làm được. Thầy đoán là không làm được câu này. Bây giờ thì thầy sẽ chữa câu 31 cho các bạn. Đây là một câu về định luật ôm cho toàn mạch. Nào bây giờ chúng ta cùng xem nhé. Đầu tiên khi chúng ta nhìn thấy hai cái bóng đèn, chúng ta sẽ phải tính ra được một số cái thông số sau đây nhé. Mọi người hết sức chú ý này. Thứ nhất
đó là điện trở của đèn 1, RD1. Thì sẽ bằng này, các bạn nhớ cái công thức thầy đã dạy các bạn rồi. Đó là chúng ta lấy U định mức bình phương. Tôi gọi là UD1 đấy, thôi cứ viết là UD định mức 1 bình phương chia cho P định mức 1 bằng, các em lấy cho thầy là 60 bình phương chia cho 30 thì bằng bao nhiêu nhỉ? 60 bình phương chia 30 bằng bao nhiêu? Đèn đều bằng 4 vậy ạ? 120 ạ. Bằng 120 à? Rồi, cái này bằng 120. Đèn 1 đúng không? 120 ạ. 120 nhá. Rồi. Tiếp theo chúng ta tìm ra được Y của đèn 1 bằng công thức là lấy P, vẫn là P định mức, chia cho U định mức. Các bạn phải nhớ công thức nha, chứ còn không nhớ là chịu đấy. Không nhớ thì không thể làm được đâu. Cái này lấy 30 chia 60 thì bằng 0,5. Tương tự như thế các bạn sẽ tính ra được R đèn 2 và các bạn tính ra được Y đèn 2. Cái này tôi sẽ chỉ hướng dẫn cách làm thôi, còn cái bước tính toán thì các bạn sẽ tự làm, tôi sẽ không trình bày cái này nhé. Rồi, tiếp theo. Ở đây các đèn thì đang sáng bình thường. Các đèn đang sáng bình thường tức là Y đi qua các đèn sẽ chính là cái Y mà các bạn vừa mới tính ra ở bên trên. Đây là Y đi qua các đèn. Được chưa? Và hai cái Y đèn này nó đi vào cái điểm này thì sau đó nó chạy ra đây thì nó sẽ chạy như thế này. Và đây sẽ là Y toàn mạch. Theo định luật ôm cho toàn mạch thì tôi có là Y bằng là E chia cho R lớn cộng với R nhỏ. Trong đó R lớn ở đây là điện trở của toàn mạch. Được chưa? Điện trở của toàn mạch. Cái mạch này của mình là một mạch phức tạp và chúng ta phải tìm ra cái điện trở tương đương của toàn mạch. Thì cách tìm nó là như sau. Mọi người lưu ý này. Đầu tiên tôi thấy rằng là R2 và R đèn 2 là nối tiếp với nhau. Thì chúng ta sẽ cộng nó vào. Các bạn biết là nối tiếp thì cộng, đúng không ạ? Sau đó nó song song với cả D1, đèn 1. Và tiếp tục thì nó nối tiếp với R1. Thế nên tôi có công thức như sau này. Tôi viết luôn công thức nha. R bằng R1 cộng với. Các bạn nhớ là khi mà song song thì các bạn dùng cái công thức là tích trên tổng. Nhớ không ạ? Bạn nào mà quên thì về nhà xem lại nhá. Tích trên tổng. Thì tích ở đây sẽ là R đèn 1 mở ngoặc R2 cộng với R của đèn 2 chia cho ở bên dưới là tổng, thì cộng tất cả cái chỗ này vào là được. Cộng tất cả vào là được. Thế thì chúng ta có hai cái Y. Đây. Y tổng bằng tổng của hai Y. Đúng chưa? Chúng ta thay vào đây. Có E lớn, có R nhỏ. Chúng ta tìm ra được R lớn. Thay R lớn vào đây. Chúng ta đã có được R đèn 1, R đèn 2 rồi. Bây giờ thầy chỉ thiếu có mỗi R2 nữa thôi là thầy sẽ tìm ra được giá trị R1. Thế bây giờ làm thế nào để tìm ra được R2? Thì các bạn lưu ý nhé, cách tìm R2 là như sau này. Tôi viết ra bên cạnh một chút nhé. Mọi người nhìn cái cách tìm R2 này. R2 bằng U2 chia cho Y đèn 2. Lý do là Y đèn 2 sẽ chạy qua hai phần tử nối tiếp, thế nên nó bằng nhau, được chưa? U2 thì bằng cái gì ạ? U2 thì sẽ bằng, đây, tôi gọi điểm này là điểm A. Tôi gọi điểm này là điểm B. Thì U2 sẽ bằng UAB. UAB trừ đi U đèn 2. Và UAB thì các bạn nhìn thấy rằng nó chính là U đèn 1. Vậy nó là U đèn 1 trừ U đèn 2 và chia cho Y đèn 2. Đến đây các bạn thay số vào là xong. Các bạn có được R2. Thay tất cả các R vào trong công thức cuối này, chúng ta sẽ tìm ra được giá trị của R1. Được chưa? Thế là xong nhá. Mọi người chép cẩn thận vào, sau đó về nhà các bạn chỉ việc tính toán nốt phần còn lại. Nhớ là phải làm, nhớ chưa? Rồi nhá, xong nhá. Câu
Câu số 32 thì có bạn Thiên Hoa, bạn Hà Quang và bạn Vũ Bách đang bị sai cái câu 32 này. Thiên Hoa vào chưa nhỉ? Chắc là chưa vào, 6 giờ mới đi học về sao? Nào bây giờ thì câu 32 cách làm sẽ là như sau này. Anh Bách với cả anh Quang quan sát này. Chúng ta có A nhỏ, chúng ta có D lớn, chúng ta có X, đúng không ạ? Không có vân sáng của bước sóng nào sau đây. Không có vân sáng của bước sóng nào sau đây. Thế thì chúng ta sẽ phải kiểm tra bằng cách là như sau này. Các bạn lưu ý này. Ở đây chúng ta nhớ cái công thức của vân sáng, đó là X bằng K lambda D và chia cho A, đúng không ạ? Thế thì chúng ta sẽ thấy rằng là lambda rút ra thì nó sẽ bằng là A nhân X và chia cho K nhân D. Được chưa? Đấy. À, chúng ta thấy rằng là không có, đúng không ạ? Thế thì ở đây A, X và D là chúng ta có hết rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần thay từng cái lambda của đáp án vào đây. Và chúng ta xem là cái trường hợp nào thì không cho K nguyên. Thì đó là cái trường hợp không thỏa mãn. Bởi vì nếu muốn là vân sáng thì phải có một số K nguyên thay vào đây. Được chưa? Thì nó mới ra được cái lambda. Nên tóm lại cách làm ở câu này đó là chúng ta sẽ thử từng đáp án để chúng ta ra được kết quả. Nào anh Quang với cả anh Bách hiểu được câu này không? Hiểu được câu này không ạ? Rồi ok. Câu 33 này có nhiều người sai lắm luôn này. Phương Ly này. Tiến Thành này. Thành vào chưa Thành ơi? Thiên Hoa này. Phương Anh. Nói chung là nhiều bạn sai câu 33 lắm. Bây giờ thầy sẽ hướng dẫn câu 33 một chút cho các bạn. Mọi người quan sát nha. Vẫn phải là nên chép cái câu này vào. Đây, câu 33 này. Nào chúng ta cùng quan sát nhé. Ở đây chúng ta có một nguồn âm đặt tại ô. Có một cái máy đo cường độ âm nó di chuyển từ điểm A đến điểm C. Và cường độ thu được tăng dần từ 30 đến 40 đến 10. Thì chúng ta thấy rằng là tại A thì IA sẽ bằng 30. Thôi tôi lười, tôi chả biết đơn vị nữa đâu. Sau đó nó đi đến một cái điểm nào đó chưa biết thì nó bằng 40 và đây sẽ là điểm cao nhất. Đây là điểm cực đại. Và tiếp theo nó đi về điểm C thì sẽ có IC bằng 10. Đấy. Cạnh OA thì bằng 36 cm. Câu hỏi là tính quãng đường mà máy thu đã di chuyển. Nó đang hỏi là AC bằng bao nhiêu bởi vì nó di chuyển từ A đến C, đúng không ạ? Câu hỏi là AC bằng bao nhiêu? Bây giờ chúng ta nên đi vẽ cái hình minh họa ra một tí cho chúng ta dễ hiểu. Thế đây mọi người nhìn nhá. Đây. Đây là O này. A này. C này. Thế thì chúng ta hạ cái đường cao từ O đến AC và gọi chân đường cao là H. Thì các em thấy rằng này, công thức của Y. Đây tôi cứ phải viết lại một tí vì tôi sợ mọi người quên. Tôi cũng không hy vọng là các bạn quên đâu, nhưng mà tôi đoán là kiểu gì có đứa quên. Đây. Thì các bạn thấy rằng là Y nó sẽ tỷ lệ với 1 trên R bình phương, tức là tỷ lệ nghịch. Vậy thì muốn cho Y cực đại thì R sẽ phải cực tiểu. Nói cách khác tức là điểm đó sẽ phải gần với O nhất. Và khoảng cách gần nhất từ O cho đến đường thẳng AC đó chính là khoảng từ O đến H. Như vậy cái điểm mà có cực đại, cường độ cực đại này sẽ là điểm H. Hiểu được vấn đề chưa ạ? Rồi. Thế bây giờ tôi sẽ làm như sau, các bạn quan sát này. Tôi sẽ có là OH. Tôi chia cho OA. Thì nó sẽ bằng căn bậc 2 của Y tại A chia cho Y tại H. Đây các bạn nhìn cái tỷ lệ. Chẳng qua tôi căn hai vế thôi nhá. Và tôi suy ra được là OH sẽ bằng OA thì bằng 36 nhân với căn bậc 2 của IA bằng 30 và IH bằng 40, tôi bỏ số 0 đi.
Mọi người ấn hộ cái OH sẽ bằng bao nhiêu? 18 căn 3. 18 căn 3 rồi, 18 căn 3. Cái này em chả phải ấn đúng không ạ? Tiếp theo tôi sẽ tìm OC. Sẽ bằng căn bậc 2 của IA và chia cho IC. Tôi suy ra được, nhớ chép đi nhá cả lớp về. OC sẽ bằng là 36 nhân với căn 3 trên 10, tức là căn 3 đúng không ạ? Căn 3. Căn 3 thôi. Thì cái này giữ nguyên, 36 căn 3 để nguyên thôi. Bây giờ câu hỏi là đoạn AC bằng bao nhiêu thì tôi có này. Cái này là hình học được các bạn ạ. AC sẽ bằng AH và cộng với HC. AH thì các bạn nhìn vào cái tam giác OAH thì AH là một cạnh góc vuông, thế nên nó sẽ bằng căn bậc 2 của OA bình phương trừ đi OH bình phương. HC thì cũng tương tự như vậy, nó cũng là một cạnh góc vuông, nó bằng OC bình phương trừ đi OH bình phương. Nào mọi người lấy cái máy tính ra, mọi người ấn hộ tôi cái. Cho tôi biết nó bằng bao nhiêu? 72. Hai số bằng bao nhiêu? 72 cm. Rồi. Và trong các đáp án của chúng ta thì gần nhất sẽ là phương án B, 70 cm. Nào cả lớp hiểu câu này chưa? Cả lớp đã hiểu câu 33 chưa? Rồi, ok, Phương Ly, Phương Anh. Nào các bạn còn lại cho thầy biết là mọi người đã hiểu cái câu số 33 này chưa? Được chưa? Ok nhá, nhớ chép vào nhá. Anh Duy hỏi cái gì đây? Hỏi là IA cộng 30 ra IH. IA cộng 30 ra IH là thế nào? Tôi chưa hiểu sao lại IA bằng 30. Ờ. Ý anh là tại sao mà IH lại bằng 40 ấy? Có phải không? Ok, tôi nói lại cái đấy một tí nhá. Nhá, ok. Nào bây giờ các bạn chú ý một tí, bạn nào chưa hiểu cái đấy nhá. Cái này là lập luận và tôi không ghi ra ở đây thôi. Các bạn thấy rằng là cường độ âm nó tăng từ 30 đến 40, sau đó nó giảm xuống 10. Vậy ta hiểu rằng cái 40 này này, đây sẽ là Imax, giá trị lớn nhất của cường độ âm. Muốn cho Imax thì R phải min, đúng không ạ? Đây, nhìn vào cái tỷ lệ này là biết rồi. Và muốn cho R min thì cái điểm đó nó nằm trên đoạn OA. À, nằm trên đoạn AC, phải xin lỗi, nằm trên đoạn AC thì chắc chắn luôn cái khoảng gần nhất sẽ là từ O cho đến H. Cái này có Duy và các bạn có hiểu được không ạ? Duy hiểu cái này không Duy ơi? Rồi, và như vậy thì cái điểm mà có cường độ âm lớn nhất sẽ là điểm H, thế nên tôi viết vào đây là IH bằng 40. Thế thôi, không có vấn đề gì cả. Được chưa Duy ơi? À, ok nhá, tiếp tục này. Tiếp theo là câu 34. Câu này thì thấy là vẫn một số bạn vẫn bị sai cái câu này. Thực sự là đáng tiếc khi mà các bạn sai câu này, vì đây là câu gọi là khá là quen thuộc của chúng ta về cái phần đường tròn pha rồi. Thế nhưng mà vẫn rất nhiều bạn bị sai cái câu này. Rồi, bây giờ các bạn quan sát cho thầy câu 34 nhá. Thầy không tách ra chỗ khác nữa, thầy vẽ luôn ở đây. Khoảng thời gian trong một chu kỳ để vật có tốc độ nhỏ hơn 1/3 lần tốc độ cực đại thì các bạn sẽ có là trị tuyệt đối của V nhỏ hơn 1/3 lần của V0. Đây chính là giá trị lớn nhất. Tại sao lại là trị tuyệt đối của V thì các bạn hiểu rồi đúng không? Bởi vì đó là tốc độ. Và nếu bạn nào ở đây mà không có cái trị tuyệt đối đấy thì các bạn đã xét thiếu một nửa. Và thiếu một nửa thì đương nhiên nó sai chắc chắn rồi, đúng không ạ? Thế thì đây là bài tìm khoảng thời gian để thỏa mãn điều kiện. Thì bây giờ chúng ta đi vẽ đường tròn ra. Ở bài này chúng ta thấy là chúng ta đang dùng V. Thế nên là thầy sẽ đi vẽ đường tròn với trục là trục OV. Chỗ này là V0. Đây là trừ V0 này.
Ở trong cái phần ôn tập là thầy cũng đã nói lại cho các bạn về cái việc là chúng ta sẽ sử dụng đường tròn pha cho các cái trục khác nhau, đúng không ạ? Thì đây là thầy đang dùng trục OV. 1 phần 3 thì đâu đó nó ở cái chỗ nào đây? Chỗ này. Nó không phải là số đẹp đâu. 1 phần 3 nó không phải là số đẹp đâu. Đây. Đấy. Thì nó sẽ có 4 vị trí cả trên cả dưới như thế này. Đó. Và muốn nó thỏa mãn là trị tuyệt đối của nó nhỏ hơn 1 phần 3 của V0 thì nó sẽ là cái vùng này các bạn này. Đấy. Nó là cái vùng dưới nữa này. Được chưa? Nó là vùng dưới này này. Và số đo của hai cái cung bên trên và bên dưới nó sẽ là 4 lần của góc alpha. Các bạn hiểu được vấn đề không? Biết rồi đúng không? Hiểu rồi đúng không? À, nó là 4 lần của góc alpha. Thế bây giờ tôi chỉ cần tìm góc alpha thôi là xong. Thì ở đây nó là V0 trên 3 này. Cạnh huyền của nó là V0. Vậy thì thầy sẽ có là sin alpha bằng 1 phần 3. Vậy tôi suy ra là góc alpha sẽ là arc sin, cái này là số xấu, tôi cứ viết là arc sin rồi mọi người tự ấn nhé, của 1 phần 3. Arc sin của 1 phần 3. Và công thức để tìm khoảng thời gian thì chúng ta lấy góc quay. Góc quay ở đây là 4 lần alpha, tức là 4 lần arc sin của 1 phần 3. Và chúng ta chia cho omega, và omega thì bằng 2 pi chia cho t lớn, tức là nhân nghịch đảo, ở đây nhân thêm t. Xong. Được chưa? Và bây giờ việc của các bạn đó là thôi ấn đi thôi. Bằng bao nhiêu nhỉ? 4 nhân arc sin xấp xỉ 0,21 ạ. Xấp xỉ 0,21, như vậy chúng ta sẽ lấy là 0,22 chu kỳ. Được chưa? Mấy bạn không làm được cái câu này thì các bạn phải xem lại cho kỹ nhá. Câu này vẫn chưa phải là câu khó về phần đường tròn pha đâu. Đấy, xem lại cho kỹ nha, nhớ chép vào đi. Ok nha. Rồi, trong các câu còn lại thì bây giờ tôi sẽ chọn ra một số câu đơn giản để tôi chữa luôn cho các bạn. Ơi, em muốn hỏi một tí. Dạ. Cái câu 35 nhé. Ok. Nó nói là tổng trở đoạn mạch AB là số nguyên nhỏ nhất chia cho 40 thì nó sẽ là 40 đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà là 40 thì em thấy nó hơi bị không. Ở đây nó không phải là 40, nếu thế thì nó nói luôn là 40 chứ tại sao nó phải làm cho nó lằng nhằng. Nhưng mà nó nói là số nguyên nhỏ nhất và chia cho 40. Nó là một số nguyên nhỏ nhất chia hết cho 40, nhưng nó phải thỏa mãn được một cái điều kiện. Nó phải thỏa mãn được một cái điều kiện nữa, em hiểu không? Chứ không phải chỉ có mỗi là số nguyên nhỏ nhất chia cho 40. Em đang hiểu lầm rằng là đấy là toàn bộ điều kiện của tổng trở. Ly có hiểu vấn đề không nhỉ? Đúng rồi. Tức là nó còn phải thêm điều kiện nữa chứ không phải là chỉ có mỗi thế. Có hiểu ý không? Đúng. Chứ nếu không thì nó nói luôn là bằng 40 cho nó nhẹ nợ, chứ việc gì nó phải dườm già lại còn số nguyên nhỏ nhất chia hết cho 40. Thế nó thế trẻ con nó không biết đúng không? Mới đưa lớp 6 nó không biết. Đấy. Thế nhưng mà đây là nó còn điều kiện nữa. Nha Ly nhá. Đọc kỹ lại cái đấy. Câu đấy là câu tương đối phức tạp nên là thầy sẽ không chữa ngay ở đây. Bây giờ đây, câu 37. Câu này easy. Không phải là easy đâu mà là siêu dễ luôn. Câu này thì khá là nhiều bạn là không làm được câu này. Nên thầy chữa luôn nhá. Mọi người quan sát này. Cái này là bây giờ chúng ta chơi cái trò gọi là không làm tử tế mà phải chơi cái trò là loại trừ phương án. Bây giờ mọi người nhìn này. Tại thời điểm T bằng 0, vật đang có ly độ âm. Ly độ âm thì em nhìn cho thầy ở đây có hai cái trường hợp của pha ban đầu là -3π/4 và π/4. Thầy khẳng định luôn với em, π/4 loại luôn. Loại luôn. Bởi vì các em nhìn ở đường tròn pha thì các em thấy là nếu pha ban đầu bằng π/4 thì ly độ nó dương đúng không? Mâu thuẫn chưa? Bỏ luôn nó đi, được chưa? Tiếp này. Em nhìn cho thầy vào cái điểm này. Và em nhìn cho thầy vào điểm này. Có phải nó hết một cái chu kỳ của thằng động năng không? Có phải là đúng là hết một chu kỳ của thằng động năng đúng không? Và các bạn phải nhớ cho tôi này. Chu kỳ của động năng bằng chu kỳ của dao động chia cho 2. Và ở đây nó đang bằng 0,25. Tôi suy ra chu kỳ của dao động bằng 0,5. Và tôi suy ra omega
bằng 4pi. Xong bài luôn. Đáp án của chúng ta là A. Câu này có khó không cả lớp? Rất dễ chứ không phải là khó, đúng không ạ? Rất là dễ luôn. Chỉ có điều là cả lớp chưa xử lý tốt cái đồ thị của động năng thôi nhá. Cả lớp lưu ý cách làm. Rồi. Câu 38 thì cũng là một câu không quá khó. Bây giờ cả lớp quan sát này. Câu 38 này cũng rất là nhiều người không làm được. Tôi không đọc tên ra nữa làm gì. Ở đây là một cái phản ứng tổng hợp tạo ra hai hạt heli. Nếu có 1 gam heli được tổng hợp thì năng lượng tỏa ra có thể đun sôi được bao nhiêu kilogram nước kể từ 0 độ C. Thế để làm được bài này thì ta sẽ có như sau này. Delta E. Đây là cái năng lượng tỏa ra đấy. Thì nó phải bằng với cái nhiệt để đun sôi nước. Thế bây giờ delta E thì sẽ bằng cái gì? Các lớp chú ý nhá. Đầu tiên tôi sẽ tìm ra số hạt heli. Số hạt thì bằng khối lượng này. Đây là cái bài mà như Tuyết nói ở cái phần lúc nãy ấy, đó là dễ bị sai bởi vì nó nhiều số liệu đấy. Nên là các bạn cũng phải chú ý vào. Tôi lấy khối lượng, nhớ là đơn vị gam, tôi chia cho số khối. Tôi nhân với số Avogadro. Cái số này thì trong bài, trong đề thi bao giờ người ta cũng cung cấp cho các bạn. 6,023 x 10 mũ 23. Thì đây là số hạt heli đúng không ạ? Tuy nhiên các bạn nhìn này, một phản ứng thì nó tạo ra hai hạt heli. Vậy thì số phản ứng phải bằng số hạt heli và chia cho 2. Như vậy tôi chia thêm 2 vào đây nữa. Được chưa? Năng lượng tỏa ra sẽ bằng số phản ứng nhân với năng lượng của một phản ứng là 15,1 nhân với 15,1. Tuy nhiên đây là đơn vị MeV và tôi cần đưa về đơn vị tiêu chuẩn đó là Joule. Tôi sẽ nhân thêm với 1,6 nhân với 10 mũ trừ 13. Lý do mega là 10 mũ 6. Còn electron thì là 1,6 nhân 10 mũ trừ 19. Tôi làm gọn lại. Đối với phần nhiệt tỏa ra thì tôi sẽ có công thức là Cm nhân với delta T ở đây là 100 độ trừ đi 0 độ. C là nhiệt dung riêng của nước. Chúng ta có rồi. Vậy chúng ta sẽ tính ra được khối lượng nước bằng bao nhiêu. Các lớp hiểu cách làm chưa? Ở đây rất nhiều bạn không làm được câu này thì các bạn đã hiểu được câu này chưa? Rồi, ok. À, Châu Anh vào từ nãy rồi à? Thầy cứ tưởng là không vào. Nhắc lại là lần sau bạn nào vào sau thì nhớ là cho tôi biết nhé. Thầy nói lại cái đoạn mà hai hạt heli xong rồi lại chia cho 2 đúng không? Không hiểu lại là tại sao lại chia 2 đúng không? Ok, thì giải thích nhé. Mình có 1 gam heli. Đây là khối lượng của heli. Thì mình sẽ tìm ra được số hạt heli. Thế nhưng em nhìn vào cái phương trình này thì một phản ứng nó tạo ra 2 hạt heli đúng không? Vậy thì số phản ứng sẽ bằng số tổng số hạt heli và chia đôi. Tuyết có hiểu được đấy không nhỉ? Số phản ứng bằng tổng số hạt heli chia cho 2. Có hiểu không ạ? Rồi, ok. Và mỗi phản ứng thì tạo ra 15,1 MeV thì mình nhân thêm vào nhá. Đó, thế thôi. Tiếp theo là câu 39. Câu này là một câu khá thú vị. Bây giờ tôi sẽ chữa câu 39 cho các bạn. Mọi người phải chép câu này vào cho tôi nhá. Chép cẩn thận cái câu này vào. Nào. Điện năng truyền đi từ nơi phát đến một khu dân cư bằng một đường dây tải điện một pha với hiệu suất truyền tải là 90. Coi điện trở là không thay đổi này. Hệ số công suất trong quá trình truyền tải luôn luôn bằng 1. Rồi. Nếu công suất sử dụng điện của khu dân cư này tăng thêm là x% và giữ nguyên điện áp khi truyền đi
giữ nguyên điện áp khi truyền đi. Rồi. Thì hiệu suất truyền tải điện khi đó là 82%. Hãy tính giá trị của X. Bây giờ nhá, tôi nhắc lại cho các bạn, đây là phần mà mọi người rất yếu, đó là phần truyền tải điện năng. Trong phần này, chúng ta thường dùng các công thức sau đây. Tôi ghi lại công thức cho các bạn trước. Tôi ghi lại công thức cho các bạn trước. Mọi người nhìn này. Công thức đầu tiên là công suất hao phí. Công suất hao phí. Công suất hao phí có công thức là delta P bằng, chúng ta có P bình phương nhân với R chia cho, ở bên dưới này sẽ là U bình phương nhân với cos phi bình phương. Đây là cái công thức của công suất hao phí, được chưa? Công thức thứ hai mà chúng ta thường dùng đó là công suất ở nơi phát. Công suất ở nơi phát chính là P đấy thì sẽ bằng công suất tiêu thụ, tôi ký hiệu là P tiêu thụ, và cộng với delta P. Đấy, đây là toàn phần nhá, đây là có ích nhá, và đây là hao phí, được chưa? Công thức thứ ba mà chúng ta thường dùng đó là hiệu suất truyền tải điện năng. Hiệu suất, bài nào có nhắc đến hiệu suất là các bạn phải nhớ tên đầy đủ của nó là hiệu suất truyền tải, nhớ chưa? Truyền tải điện năng. Hiệu suất truyền tải điện năng. Thì chúng ta có công thức là H bằng này, P có X là P tiêu thụ, chia cho P toàn phần, được chưa? Nó bằng P toàn phần trừ đi delta P và chia cho P. Và nó bằng 1 trừ đi, đây, lấy cái delta P này chia cho P thì nó sẽ biến thành là P nhân R chia cho U bình cos bình phương của phi, được chưa? Đấy, tôi nhắc lại các công thức mà chúng ta thường dùng trong phần truyền tải điện năng. Các bạn đã được học các công thức này hết rồi, và về nhà các bạn xem lại đi, được chưa? Rồi, bây giờ trở lại với bài này của mình nhé. Nào, bài này nó nói là gì như sau này. R. Thầy. Dạ. Cái chỗ mà hiệu suất truyền tải cái cuối cùng phải là 1 trừ P bình nhân R. Tuyết ơi, em không nhớ là mình chia cho P à? Đúng chưa? Em hiểu rồi ạ. Mình chia rồi nên là không còn P bình nữa nhá, nó chỉ còn P thôi. Rồi, ok. Tiếp này, các bạn đọc đề bài các bạn thấy người ta nói là điện trở không đổi. Hệ số công suất thì bằng 1. Hệ số công suất bằng 1. R không đổi. Giữ nguyên điện áp khi truyền đi, U không đổi. Vậy thì mình nhìn cho thầy vào cái công thức của delta P đây này, thấy này. Delta P rõ ràng là bị thay đổi đúng không? Bởi vì hiệu suất thay đổi đây này. Hiệu suất thay đổi khẳng định luôn là delta P đổi, không nói nhiều. Được chưa ạ? Thế nhưng bây giờ nhá, điện trở không đổi, U không đổi, cos phi không đổi. Thế thì cái gì đổi? À, đó chính là công suất ở nơi phát điện. Nó chả nói gì đúng không? Vậy thì công suất ở nơi phát, công suất phát này này, nó đã thay đổi rồi nhá. Và mình sẽ có là delta P thì tỷ lệ với P bình phương. Đây là cái nhận xét đầu tiên. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ kể cho thầy một cái bảng để chúng ta tóm tắt đề bài, cả lớp quan sát cái bảng nó như sau. Đây, chúng ta sẽ có này. Đầu tiên là P. Thứ hai là P tiêu thụ. Thứ ba là delta P. Và thứ tư là hiệu suất truyền tải. Đây là bốn cái đại lượng trong bài của chúng ta. Ở đây có hai trường hợp xảy ra. Đó là lúc đầu. Lúc đầu. Và lúc sau. Bây giờ nhìn nhá, tôi tóm tắt nhá. Bây giờ tôi cứ giả sử như thế này cho nó dễ này. Ban đầu thì công suất phát là 100 đi. Mình gọi là 100% đấy. Mình gọi là 100 nhá. Thế thì hiệu suất truyền tải là 90 đúng không ạ? Hiệu suất truyền tải các bạn nhìn cho tôi, nó ở chỗ này này. Đây. P tiêu thụ chia cho P này.
Thế mà nó bằng 90%, tức là P tiêu thụ phải bằng 90, đúng không ạ? 100 trừ 90 thì cái này bằng 10. Đây, và cái này ban đầu là 0,9. Các lớp hiểu vấn đề chưa ạ? Tiếp này, đến trường hợp thứ hai thì cái thằng này nó thay đổi. Thay đổi bao nhiêu thì tôi không biết. Thế thì bây giờ tôi sẽ đặt cho nó là nó đã thay đổi k lần, có được không ạ? Thế chỗ này tôi sẽ viết là 100k. Còn thay đổi bao nhiêu thì không biết nhá, được chưa? P tiêu thụ tăng thêm x%. Thế thì tôi sẽ viết như sau, cả lớp nhìn này. 90 cộng với 90 nhân với x% là P tiêu thụ. Cả lớp hiểu chưa? Tăng thêm nhá. Tiếp delta P này. Cả lớp quan sát là delta P tỷ lệ với P bình phương. Thằng P này nó tăng lên K lần. K là cái gì tôi không biết, nhưng nó tăng lên K lần. Thì cái thằng này phải tăng lên K bình phương lần. Tức là ở đây sẽ là 10 nhân với K bình phương. Và chỗ này thì nó bằng bao nhiêu nhỉ? 0,82. Được chưa? Đó. Thế bây giờ chúng ta sẽ tìm ra x bằng cách nào? Bây giờ việc của chúng ta là tìm ra x. Thì x sẽ tìm bằng cách nào? Thế thì cả lớp chú ý này. Chúng ta sẽ thấy rằng, đây các bạn quan sát nhé. Ở đây chúng ta đang có hai ẩn là x và k, đúng không? Chúng ta đang có hai ẩn là x và k. Thế thì 0,82, từ xem nào, lấy cái gì chia cái gì nhỉ? Đây, mọi người quan sát nhé. Tôi sẽ có này, 0,82 sẽ bằng này. Tôi lấy P trừ đi delta P, nó là 100k trừ đi 10k bình, và chia cho ở bên dưới là P là 100k. Thì ở đây tôi sẽ tìm ra k. Cả lớp lấy máy tính ấn hộ thầy gái, k bằng bao nhiêu? Cả lớp ơi, lấy máy tính cho thầy biết k bằng bao nhiêu. Nào, cả lớp cho thầy biết k bằng bao nhiêu, lấy máy tính đi. Nhanh nào. Nào, k bằng bao nhiêu? Ship xôn, ship xiếc được rồi. 1,8 ạ. 1,8, rồi ok, cảm ơn các bạn. 1,8. Xong nhá. Tiếp này, chúng ta có là 100k, tức là P bằng P tiêu thụ. Cộng với delta P. Chúng ta vừa tìm ra K bằng 1,8 rồi. Thay vào đây cho tôi biết X bao nhiêu. Nào, X bao nhiêu? Có K bằng 1,8 rồi. 64 ạ. 64 à? Rồi. X bằng 64. Như vậy đáp án của câu 39 này là 64%. Xong. Được chưa? Vậy thì thầy muốn các em nhớ cho thầy hai điều sau đây. Thứ nhất, các em phải xem và học thuộc lòng lại cho thầy các công thức về truyền tải điện năng. Thứ hai, các bạn nhìn cái phần là cái bảng tóm tắt dữ kiện đề bài. Các bạn nên có cái bảng như vậy trong các bài tiếp theo của các bạn. Bởi vì nhìn vào cái bảng đấy thì các bạn điền những cái thông số vào thì nó sẽ tìm ra mối quan hệ, thì làm nó dễ hơn rất nhiều. Và khi đã có mối quan hệ, khi đã có các dữ kiện rồi thì việc của các bạn đó là thay vào các cái công thức mà chúng ta có viết ở bên trên. Thế là xong. Nào, cho thầy biết là mọi người chép xong chưa nhá. Tất cả mọi người cho thầy biết là mọi người đã chép xong chưa nhá. Kể cả bạn đã làm câu này rồi đi chăng nữa thì bạn cũng phải chép vào. Câu này thì có bạn Quốc Bảo, Thành Hưng là ok. Còn những bạn còn lại thì chưa làm được. Mọi người chép vào đi. Chép xong thì tôi biết nhá. Ôi dồi ôi, nói lại từ dòng lúc sau luôn.
Đây, có gì đâu. Nói lại một tí thôi nhá. P này. P nó phải thay đổi đúng không? Đây, vừa nói lúc nãy P thay đổi. P thay đổi K lần. K bằng bao nhiêu thì không biết. Thay đổi K lần. Được chưa? Thì delta P sẽ phải thay đổi là K bình phương lần. Cái này hiểu rồi đúng không? Rồi nhá. Công suất tiêu thụ tăng thêm x phần trăm thì đây. Ban đầu là 90. Thì bây giờ sẽ cộng thêm x phần trăm của 90. Và hiệu suất thì đề bài cho là 0,82. Được chưa? Xong rồi. Thế sau đấy thì thay vào. Đấy, công suất... À, công thức của hiệu suất truyền tải này, công thức của công xuất phát này, thay vào thôi. Nào anh Duy Quang hiểu cái này chưa? Ờ, ok. Nào các bạn còn lại mọi người hiểu, mọi người chép xong hết chưa? Châu Anh chép xong chưa? Minh, Thảo, xong hết chưa mấy đứa? Rồi, ok. Nốt đi. Chép xong cho thầy biết. Nào, xong chưa? Châu Anh, Đức Minh, rồi. Ok nhá. Rồi. Thì cái đề số 9 này thì thầy sẽ dừng ở đây. Các câu còn lại thì các bạn có thể chúng ta sẽ xem thêm trong phần lời giải chi tiết. Và đến đây chúng ta kết thúc cái đề số 9.